Chào mừng các bạn đã đến với kênh La La Luna của Anna và Lily. Các bạn có nhận ra chúng mình có tên kênh mới không? La Luna tiếng Spanish có nghĩa là mặt trăng, và đó là cái vật thể yêu thích của cả Anna và Lily. Hôm nay Lily sẽ hướng dẫn các bạn vẽ bông hoa cúc, một trong những loài hoa rất phổ biến của người Việt Nam chúng ta, đúng không? Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ những cái cánh hoa như thế này. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu vẽ những cái cánh hoa mà nó uốn lên, tương đối là đối xứng nhau giữa hai bên. Tiếp theo là chúng ta sẽ cứ vẽ tiếp những cái cánh hoa đang ôm lấy những cái phần bầu nhụy ở bên trong. Và tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu vẽ những cái cánh hoa mà nó ôm vào phần bên trong. Những cái cánh hoa mà thể hiện được là nó chưa thực sự sẵn sàng nở. Đó, đang có xu hướng ôm về cái phía bên trong á. Và bây giờ chúng ta sẽ vẽ những cái đầu với những cái cánh hoa bị lấp ở phía bên trong như thế này. Đó. Xong rồi, các bạn đã tưởng tượng ra cái bông hoa cúc chưa? Bây giờ chúng ta sẽ vẽ những cái cánh hoa mà đã nở rồi để cho nó có nét tự nhiên. Thì những cánh hoa này nó thường có cái góc khuất, thì chúng ta sẽ vẽ giống như là Lily đang hướng dẫn này. Chúng ta vẽ lên này, xong rồi kéo vào một chút này. Đó. Xong rồi lại kéo xuống như bình thường. Tương tự ở bên này, chúng ta cũng sẽ vẽ những cái cánh như vậy. Đó. Đi vào một chút này, kéo xuống này. Còn ở đoạn giữa này chúng ta sẽ không nhìn thấy cái đoạn gấp như vậy, thì chúng ta sẽ vẽ thẳng. Và nó sẽ khuất ở chính giữa như thế này, thì chúng ta sẽ nhìn nó như vậy. Tiếp theo Lily sẽ vẽ thêm những cái cánh, một số những cái cánh đang tua ra nữa, để cho nó thêm cái bông hoa, nó thêm dày dặn. Vẽ thêm một vài cánh nữa nha. Đây, một cánh đi từ đây ra này. Đó. Tiếp theo Lily sẽ vẽ cái thân của cái bông hoa. Đây, cái thân của cái hoa cúc á thì cũng khá là to, nó không phải là mảnh khảnh. Để vẽ thêm một cánh nữa ở đây đi. Thêm một cánh nữa ở đây, nhìn cho nó dày dặn nào. Đó. Mình mà đang vẽ bông hoa cần thêm độ dày dặn thêm một vài lớp nữa thì chúng ta cứ vẽ thêm thôi. Đây, các bạn thấy bông hoa dày dặn hơn chưa? Đây. Đi vẽ thêm cái đoạn này nữa. Đó. Nhìn bông hoa nó dày hơn. Ok. Xong rồi bây giờ Lily sẽ vẽ một cái nụ hoa cúc này. Đây, rất là đơn giản. Nụ hoa cúc thì rất là đơn giản. Chúng ta cứ vẽ từng cái cánh nhỏ một ôm lấy nhau ở phía sau, như cái cánh ở phía sau bị lấp kia. Rồi. Và tương tự đi xuống, cái thân đi xuống. Đó. Thêm cái cánh ở đây. Ok. Bây giờ Lily sẽ vẽ cái lá nha. Lá của hoa cúc thì nó không phải như lá của hoa hồng, là nó chỉ có một đường, mà nó sẽ thường là có ba cái đường như thế này, ba cái nhánh như thế này. Đó. Rồi. Ok, chúng ta vẽ sống lá. Chúng ta có thể vẽ một vài cái lá để cho cái bông hoa nó thêm đẹp. Thực tế là khi mà đi chọn hoa để cắm ở nhà thì Lily cũng hay chọn những cái bông hoa mà nó có nhiều lá một chút, để về mình có thể tiện bớt đi, nhưng mà có lá thì trông nó đẹp hơn. Đó. Bây giờ Lily sẽ vẽ nốt cái lá cho cái nụ hoa. Alright. Thêm một lá nhỏ nhỏ ở đây nữa nào. Xong rồi.
Lily sẽ vẽ 4 lá thôi nha. Và Lily sẽ bắt đầu tô màu. Màu chủ đạo của hoa cúc là màu vàng. Chúng ta cứ tô đều cái màu vàng. Sau nữa, lát nữa chúng ta sẽ vẽ cái đường khuất, độ khuất của nó sau thì Lily sẽ hướng dẫn. Tranh thủ lúc mà tô màu ấy thì Lily cũng rất là muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện về cái sự tích của cái bông hoa cúc này, bởi vì nó là một câu chuyện rất hay, rất cảm động về tình mẫu tử. Đó là ngày xưa đã lâu lắm rồi, không còn ai nhớ rõ từ bao giờ, ở một cái vùng nọ có hai mẹ con rất là nghèo sống với nhau. Người mẹ thì đau yếu, mắt của bà thì đã bị mờ dần rồi, còn tai thì đã ù, không còn nghe rõ được nữa. Con gái bà lúc đấy thì còn rất là nhỏ, bệnh tình của người mẹ thì ngày một nặng hơn, bà không ăn, không ngủ được. Em bé thương mẹ, luôn luôn ở bên mẹ, nhưng cũng không thể làm cho mẹ khỏi bệnh được. Người ta bảo em rằng, ở một nơi kia có một ông thầy lang giỏi, nên em quyết định đi tìm thầy chữa bệnh cho mẹ. Em đi suốt cả ngày đêm. Rồi một hôm em đến một ngôi chùa. Em vừa đói vừa mệt và em đã nằm vật ra trước cổng chùa. Tấm lòng hiếu thảo của em động đến trời đất, nên một thầy ở chùa đã gặp. Khi mà thầy đã gặp em, thầy đã đưa em vào chùa cho em ăn uống, nghe đầu đuôi câu chuyện của em. Thế em hiếu thảo nên đã đưa cho em một bông hoa cúc và dặn cách để làm thuốc cho mẹ uống. Ông sư còn cho em biết là bông cúc có biết bao nhiêu cánh thì mẹ em sẽ sống thêm được bấy nhiêu năm. Em bé cảm ơn rối rít, mừng rỡ và chào nhà sư ra về. Vì mong cho mẹ được sống thật lâu, em ngồi xuống bên đường, lấy tay xé các cánh hoa cúc ra thành nhiều cánh nhỏ. Từ đó hoa cúc có vô số những cánh nhỏ. Bà mẹ đã được chữa lành bệnh và sống rất lâu với người con gái hiếu thảo của mình. Ngày nay, hoa cúc là một trong những vị thuốc nam được dùng nhiều trong các đơn thuốc, có tên là liêu chi đó các bạn. Đó, ý nghĩa không? Mỗi một cánh hoa cúc là một năm người mẹ được sống, quả là một em bé hiếu thảo. Lily vừa mới tô xong cái bông hoa cúc. Hoa cúc thì có màu vàng, nên là ở cái phần nụ thì chúng ta sẽ tô cái màu xanh nó đi lên một chút để cho thấy là những cái cánh hoa này nó vẫn còn rất là non. Đây chính là khi mà chúng ta vẽ những cái đường shadow, tiếng Việt là gì nhỉ? Tạm gọi là những cái gân của bông hoa và những cái góc khuất của bông hoa nha. Mình dùng một cái bút màu nâu, mình tô ở cái phần đầu, tô nhẹ thôi. Tô mà đậm quá thì nó lại không giống. Tô nhẹ nhẹ ở cái phần đầu ấy. Đó, và nhất là cái phần gấp khúc này này, chúng ta sẽ tô đậm hơn một chút này. Nhưng vẫn rất là nhẹ, bởi vì nó rất là, cái này rất là khó nhìn. Thường cái màu vàng nó sẽ nổi bật hơn. Đó, còn cái đoạn trắng trắng như kìa, cái đoạn đầu của mỗi cánh hoa mà Lily chưa tô á, thì lát Lily sẽ dùng cũng màu vàng, nhưng mà kiếm tông màu vàng nhạt hơn để vẽ cái đoạn đấy. Đó, Lily sẽ dùng cái màu nâu để đi hết một lượt như thế này. Sự tích của cây hoa cúc, bông hoa cúc thì các bạn cũng đã biết. Lily còn rất thích về cái sự tích của hoa bỉ ngạn mà Anna đã vẽ. Hoa bỉ ngạn và Anna đã kể, đó là một cái câu chuyện rất là buồn. Và thậm chí là hoa bỉ ngạn cũng đã lên thơ. Lily không nhớ chính xác cái bài thơ đấy, nhưng mà các bạn có thể xem lại cái video vẽ hoa bỉ ngạn để hiểu thêm một bông hoa rất là đẹp và cũng có một câu chuyện rất là hay. Đó, Lily đã vừa dùng cái màu vàng nhạt để tô cái đầu của những cái cánh hoa mà cái phần gấp khúc. Bây giờ thì Lily sẽ tô nốt ở cái phần gốc của những cái cánh hoa, cái đoạn bóng á, nên nó bị tối hơn. Đó.
Cái lá thì mình sẽ tô đậm hơn, một chút này. Đây toàn là những cái lá mà quay về hướng của chúng ta, cho nên là nó không có nhiều những cái góc khuất lắm, góc tối lắm. Chúng ta đã vẽ gần xong cái bức hoa, cái bức tranh hoa cúc này rồi. Lily rất là vui nếu như các bạn vẽ cái bông hoa cúc của mình và đăng lên trang của trang fanpage của Lily và Anna, gọi là La Luna. Đây, cận cảnh của cái bức bức tranh mà chúng ta vẽ ngày hôm nay đây. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Rất là đẹp, tươi. Lily cảm giác như mình đang nhìn thấy một bông hoa cúc thật ở ngoài đời vậy đó. Lily đã tặng cái bức vẽ này cho một cái người bạn của mình và cô ấy rất là thích thú. Các bạn có thể viết thêm chữ, ví dụ như là Happy Birthday, chúc mừng sinh nhật vào cái bức vẽ của mình, rất là ý nghĩa. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của Lala Luna. Và đừng quên like, share video nhé. Tạm biệt các bạn.